Ván cờ diễn ra đầy kịch tính như kiện tướng cờ vua Tagnit và kiện tướng Witan diễn ra vào năm 1997 tại Đức. Những diễn biến gần cuối ván cờ đủ hấp dẫn để thuyết phục những khán giả khó tính nhất. Một bên đã thi đấu thăng hoa và khiến cho đối phương mắc sai lầm. Mở đầu ván cờ, Tagnit đẩy tốt trắng lên d4. Witan cho mã đen f6. Mã trắng f3. Tốt đen g6. Tốt trắng c4. Tượng đen g7. Mã trắng c3. Đen nhập thành. Tốt trắng e4. Tốt đen d6. Tượng trắng e2. Tốt đen e5. Trắng nhập thành. Mã đen c6 gây áp lực lên tốt d4. Đồng thời yểm trợ tốt e. Bên trắng đẩy cao đội hình tấn công với nước cờ tốt d5 tấn công mã. Mã đen e7. Quan sát hình cờ lúc này thì bên trắng chuẩn bị tràn tốt lên cánh hậu. Tốt đen có xu hướng tiến lên cánh vua trắng. Tiếp tục ván cờ thì mã trắng d2. Mã đen e8. Hai bên đang tích cực giải phóng bô cho tốt f. Tốt trắng b4. Tốt đen F5 mở cục F. Tốt trắng C5. Mã đen F6. Tốt trắng F3. Tốt đen F4. Mã trắng C4 tăng sức ép lên tốt D6. Tốt đen G5. Tốt trắng A4. Mã đen G6. Tượng trắng A3 tấn công gián tiếp tốt D6. Chuẩn bị cho mã xuống B5. Kết hợp với xe tấn công tốt C7. Do đó để đối phó, đen chơi xe F7 bảo vệ tốt, đồng thời giải phóng ô cho tượng lùi về F8, yểm trợ tốt D6. Mặt khác, xe có thể thế chỗ tượng để tấn công cục G. Bởi vậy, nước cờ lên xe là một nước cờ khá hay. Tiếp tục ván cờ thì tốt trắng B5. Tốt đen ăn C5. Tượng trắng ăn C5. Tốt đen H5 yểm trợ tốt lên G4. Tốt trắng A5. Tốt đen G4 theo kế hoạch. Tốt trắng B6. Tốt đen G3. Tại vị trí này, nếu bên trắng đẩy tốt lên H3, ngay lập tức tượng hy sinh ăn tốt H3. Tốt trắng ăn H3. Hậu đen C8 tấn công tốt H3. Vua trắng G2 bảo vệ thì mã H4 chiếu. Vua trở lại G1. Hậu thoải mái ăn H3 xâm nhập vùng cấm trước khi tung cú sút gọn gàng vào H2, không cho bên trắng cơ hội cản phá. Quay lại hình cờ ở đây, bên trắng có lựa chọn đúng khi cho vua H1, giải phóng ô cho tượng lùi về bảo vệ tốt. Mã đen lùi lại H7, giải phóng đường chéo cho hậu. Mã sau đó có thể phát triển lên G5 trong tương lai. Tiếp tục ván cờ thì tốt trắng D6, tìm cách tiến xuống hàng 8. Nước cờ này còn mở đường chéo, dò lên tượng C4 ghim xe. Hậu đen H4 dò sát H2. Tốt không thể H3, vì tượng đen cảm tử ăn H3. Trắng sẽ thua nhanh. Do đó tượng trắng phải G1 cố thủ. Tượng đen H3 mời gọi. Nước cờ hợp lý cho trắng vào lúc này phải là lấy tốt ăn H3. Hậu đen sẽ ăn H3 dò sát G2, buộc xe trắng lên F2. Trắng mất xe F2. Tượng trắng ăn F2 chủ động giảm nhịp độ trận đấu, khiến bên đen lâm vào cảnh bế tắc. Trở lại ván cờ thực chiến, Tagnit gây thất vọng khi bỏ lỡ cơ hội ngon ăn như trên và kiến tạo cho đối thủ với nước cờ lấy tốt ăn C7. Ý định liên kết tốt, yểm trợ nhau xuống phong cấp. Đến đây xin mời các bạn tạm dừng video vài giây và tìm nước cờ trừng phạt sai lầm của trắng. Cảm ơn các bạn. Kịch tính được đẩy lên ở đây khi bên em bất ngờ chơi tượng ăn G2 chiếu, thu hút vua tiến lên G2. Hậu đen H3 chiếu. Vua không thể H1 vì tốt G2 chiếu bí. Do đó vua bị thu hút ăn lên H3.
Mã đen G5 chiếu, đẩy vua trắng trở lại G2. Mã đen H4 chiếu, bên trắng buông cờ chịu thua. Viên nước cờ này tiếp tục đẩy vua trắng về H1 và tốt đen G2 chiếu hết.